Xin chào các bạn, xin chào mừng các bạn đến với mini garden của Vương Trùng Quế. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu một clip video ngắn nói về cái công dụng của một loại phân tan chậm rất là tuyệt vời trong nông nghiệp, đặc biệt là đối với cây kiểng bonsai và những cây lan. Các bạn đang theo dõi đây, đó là phân trùng quế dạng nguyên lán tan chậm cao cấp. Thì đây là những cái chậu lan hồ điệp mini mà tôi đang ứng dụng phân trùng quế. Đây, các bạn nghe thấy cái rễ của cây lan hồ điệp nó bung rất là mạnh đây. Đấy. Lúc trước thì tôi mua cái lan hồ điệp này, cái cây chút xíu xíu, mà sau khi chúng tôi bỏ sơ dừa, ít phân trùng quế và chăm bón xịt bổ sung cái dịch trùng quế thì rễ ra rất mạnh ha. Mọi người thấy nè, rễ hãy nhìn cây lan muốn biết nó khỏe hay tốt chỉ như cần nhìn bộ rễ và cái tán lá của nó dày hay mỏng là chúng ta sẽ biết. Đây là một cái cây khác, cây lan này là lan Dendro nha quý vị, một cái chồi non mơn mởn xanh mướt. Phân trùng quế thì mình có bốn con này, liều lượng khoảng tầm 20 đến 30 gram một chậu. Chậu này lớn thì 30 gram đấy, phân trùng quế. Nó sẽ tan chậm dinh dưỡng. Bản thân cái cây lan á, hồ điệp, Dendro, lan treo, phong lan vân vân thì nó cần dinh dưỡng không có nhiều, chủ yếu nó hút dinh dưỡng qua không khí và độ ẩm. Còn phân cái trùng quế này khi chúng ta tưới nước á, cái hơi ẩm nó sẽ bốc hơi lên và dinh dưỡng sẽ hút qua cái rễ này. Rễ này là cái rễ hút dinh dưỡng. Đấy. Đây là một chậu Dendro khác. Đây, mọi người nhìn vô bên trong có thể thấy là một cái cây chồi của cái Dendro đang lên. Chính giữa này là phân trùng quế nha các bạn. Đấy. Phân trùng quế thì nó rất là lành tính, chúng ta không sợ nóng, không sợ bị cháy rễ. Bón vô và tưới ẩm thì nó sẽ nhả dinh dưỡng tan chậm từ từ. Đa trung vi lượng và hệ vi sinh vật có lợi sẽ giúp bảo vệ cái rễ của cây Dendro của chúng ta. Đây, một cái chồi Dendro con đang lên. Đây là một chậu hồ điệp khác. Này rễ để con. Rễ đang rơi rất là sung này, một hai rễ này. Chậu này hứa hẹn sẽ ra một cái bông hồ điệp sẽ rất là bự, một cái vòi có thể là hai vòi sẽ rất là dày hồ điệp khác. Và đặc biệt một cây giả hạt mình đang sổ nó, xem thử là cái nó là năm cánh gì, năm cánh trắng hay là năm cánh hồng hay là năm cánh đen. Một cái chồi non đang ra đấy, một cái khi đang ra cũng đang xài phân trùng quế tan chậm luôn. Một chậu hồ điệp khác, đây là một cái chậu Dendro. Mọi người nhìn vô cho bên trong này xem là cái cây này nó ra rễ rất là sung. Đấy, rễ của nó trắng hết. Phân trùng quế. Rễ rất là mạnh và sung, chồi lên xanh cây mẹ. Thân to như thế này thì hứa hẹn cái cành hoa ra sẽ rất là đẹp và to. Vậy phân trùng quế dạng viên nén tại sao nó tốt lại như vậy thì mình sẽ giới thiệu sơ. Đây là sản phẩm mà trang trại Vương Trùng Quế của chúng tôi đang sản xuất và thương mại trên thị trường những cái viên phân trùng quế tan chậm dành cho, đặc biệt dành cho hoa lan, hoa kiểng, bonsai. Bịch này có trọng lượng là 500 gram. Thì một bịch này chúng ta có thể rải được cho rất là nhiều, từ 20-30 chậu tùy kích thước chậu lan lớn và nhỏ. Công dụng của nó là cung cấp dinh dưỡng tan chậm, bổ sung hệ vi sinh vật có lợi để bảo vệ rễ cây, cung cấp dinh dưỡng và giúp cho cây phát triển một cách bền vững và lành tính. Chu kỳ là khoảng tầm 3 tuần, 1 tháng hoặc là 2 tuần tùy vào cái mức độ tưới của chúng ta. Và phân tan chậm này, cái thời gian mà tan rã của nó từ 3 đến 5 tháng cũng khá là lâu. Thì mọi người cứ tin tưởng với sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn nguyên chất là 100% phân trùng quế, nó ăn phân bò của chúng tôi trộn lọc, giảm ẩm, nén viên và đóng gói bao bì thế này. Đây là sản phẩm chúng tôi đã cung cấp và bán ra thị trường rất là chạy. Những cái người trồng lan và những người yêu cây thì họ rất là chuộng cái loại phân này. Thì mọi nhu cầu sử dụng sản phẩm phân trùng quế dạng viên nén túi nửa ký, một ký và thậm chí là bao lớn 40 ký với giá cả phải chăng, xin vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới. Tôi sẽ cung cấp các thông tin hướng dẫn sử dụng cũng như là ship code toàn quốc với chi phí tối ưu cạnh tranh nhất trên thị trường. Và xin cảm ơn quý khách hàng, quý bà con, kính chúc quý khách hàng, quý bà con có những cái mini garden, những cái vườn thiệt là xinh đẹp, thiệt là nhiều hoa và giải tỏa những stress trong những ngày làm việc căng thẳng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.